Hi, chào mừng mình đến GP Game và chúng ta cùng đến với Minecraft Skyward dành cho những bạn nào muốn chơi rank hay còn gọi là cái rank là dạng như là một cái dạng như trong liên minh giống trong lò lò ấy, thì rank nó như là bạc đoàn, kim cương đoàn rồi sorry như nhôm đoàn này nọ mà thì hôm nay mình sẽ chơi rank ở Skyward bởi vì nó rất là hay, nó rất là vui sướng. Ngon chim bao. Fuck. No. Từ nào. Speak này, ngon chim này. Ok. À, con xì ke bắn mình à. Villa. Hello, it's Friday. Oh yeah. Mày nghĩ. Oh. Yo. Oh shit, không té à. Vâng là. Ok. Hello dude. Hello my friend. Yeah. Ui. Tao khứa. Ui da. No, fuck it. Như một mạng luôn. Oh my god, không có trên xếp hạng luôn á. Shit. Ok, mình đã đến với cái màn tiếp theo. Và cái kit của mình rất là sida của bắp không à. Đậu phộng nhà nữa. Hồi nãy giờ mình chơi ngu người thôi. Bây giờ sẽ cho phục tù lại mà. Thì trong đây các bạn phải chú ý đi nhanh. Là đặt block qua nhanh đấy. Để mà mở rương ở trong đây đấy chưa. Các thanh niên đang mở. Mở rương này, bây giờ mình sẽ giờ mình loot đồ này là không ai thấy luôn. Nó ngon chim chưa? Chết này, đấy, ngon chim chưa? Con thanh niên này là không biết làm con khỉ gì, vẫn cứ đứng đó à. Ok. Nó sẽ không qua được đâu. Qua được là mình thiến nó luôn rồi. Yeah. Hello, giống qua không anh em ơi? Anh ơi. Ok, mình mới ăn táo vàng xong mình rất là khỏe. Oh. Shit, yes. Woo, MVP confirmed. Thấy không? Ủa, hạng ai à? Tôi khỏe không cao, mình cứ lên hạng là được. Mình lên tới 7000 hạng. Ngon chim. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với brand tiếp theo. Đâu cái này rất là ngon chim ấy mà. Ok. Rang đấy. Ủa cái bắp mới đấy. Ngon chim. Ủa nhớ là trên đầu mình là mình đứng ở trên đầu. Oh shit. Ok. Đập cái này đi. Ok. Vứt cái kiếm này đi. Chai hát là qua liền. Không để ai qua trước cả, bởi vì qua trước mình sẽ lấy được rương càng nhanh càng tốt. Ok, nóc quả này. Ok, đưa là apple này, ngon. Mình có sắc con nghệ nét luôn. Wow, tuyệt vời. Play đặt ở đây. Hello, oh, vãi nồi, skeleton, vâng lơ. Có frame, có tiền, có con skeleton, vãi. Mình rớt hạng rồi phải không? Không sao, chúng ta sẽ lên hạng nhanh thôi mà. Map này đi chen map trước luôn, đợi mà. Ok. Ngon chim. Xem nào. Có Flint and Steel à. Flint and Steel là chắc lát mình chơi được TNT á. Không biết có TNT để chơi hay không thôi. Ok. Chơi hát qua nào. Ôi, hát à. Bái nồi hả niên. Hứ. Ok. Sẽ lấy được cái quần của nó. Ê, cái ủng của nó chứ. Ok. Chơi hát cho thanh niên này luôn. Chết đi. Chết confirm. Ok. Wow. Còn thanh niên nữa. Không biết thanh niên đang đâu rồi. Chắc trốn con ngựa rồi.
Nếu mà trong đây các bạn có thể quăng đồ cho nó thế này. Full giáp. Ngon chim. Anh đi đâu rồi nhỉ? À, đây rồi. Rồi. Anh đi, tôi full giáp con ngựa rồi ông ơi. Ông chơi con ngựa gì? Ơi giời. Rồi. Trời hát đấy. Yes. Ba mạng cho mình luôn. Ngon. Yes. Hồi nãy mình lên được, oh my god, mình lên được khoảng 9.000 người à. 8.000 người. 7.000 người. Ngon. Mình hơn tới 7.000 người trong vòng một trận, quá là ngon luôn rồi. Bây giờ mình đang ở thứ 5.000 mấy á. Ôi rồi. 553 hay 5 mấy ngàn đấy. Nói chung là trong đây cái rank người ta sẽ chơi rất, người ta sẽ lên rất là nhanh, nên các bạn phải cố gắng là chơi hard thôi. Ok. Mở rương. Look at this. Chúng ta sẽ qua bên đây. Ok, cha. Snowball. Ôi rồi rồi, 7 thanh niên đang bên đây rồi. Ok. Chat. Oh. Vậy. Oh, thanh niên trên channel mày. Anh ngồi. Victory. Win. Oh, mình lại lên khoảng 4.000 người. Trời ơi, ngon chim vãi phết nha. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với tiếp theo nào. Mình sẽ chơi cái tập này, Skyward này, mình sẽ chơi kiểu lên rank từ từ. Ok. Ta lại đến một cái map gọi là Twitter Grow, khu rừng rừng gì ta quên mất tiêu, giống trong Hexit ấy. Khu rừng Twilight à. Như này là Twilight. Tàu khửa vậy. Tên gì đúng tàu khửa luôn. Ok. Qua trời hát. Lên nào. Ok. Trong đây các bạn sẽ ít bị ném snowball vào người hơn. Tại vì nó không có rảnh nó ném, mà nó lo mở rương cái kiểu rồi nên nó không rảnh nó ném đâu. Ok, thằng nào lên trước. Ui. Prank thằng này, quên này, quên. Té luôn. Oh fuck. Ngon. Ok, đồ thanh niên này có vẻ rớt gần hết rồi, thôi kệ đi. À, thanh niên này nữa. Hư. Ok. Oh shit, mình hồi máu cho nó luôn. Shit. Oh my god. Bạn có thấy điều đó không? Bạn có thấy điều đó trong mình không? Oh shit. Ok. Regen. Ok. Ron, còn một thằng nữa. À, thanh đi. Oh fuck. Ok, nó sẽ đứng dưới đó luôn thôi. Nó không đứng lên đây đâu. Mình có một cái lọ. Ok. Muốn lên à. Lên đây. And cho nó quả subscribe, motherfucker. Ba mạng. Cay vãi. Cái thanh niên chắc là đang cay nha. Ba mạng. Lên được 48.797. Con số khá là cao. Ngất trên trời luôn. Vãi nồi. Nhưng mà nếu các bạn lên được đó cũng là một cái thành quả lớn ấy. Như nói thiệt các bạn là nếu các bạn lên được có nhiêu đó thôi thì nói thiệt ngày mai check lại, mình thề là mình rớt thảm bại luôn. Ok. Cái, nhưng mà không rớt cái, đến nỗi cái từ thảm bại đến giống như kiểu của mình nói là nó sẽ rớt gọi là không hẳn là rớt dữ, nó sẽ rớt cái tầm gì đó rất là fuck, đây chưa, Hanning đứng đây này. Có nghĩa là nó đảnh rồi đấy. Là nó mới lấy được loot đồ nhanh đấy. Ok. Hello boy. BB. Mày đánh BB gà quá con ạ. Chết đi. Ok. What?
The Ồ. Ngon vậy, ngon vậy. Ủa nhưng mà mình không có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm không? Không có luôn. Shit. Ok, chơi hết cái này nè. Kinh nghiệm. Oh yes, 16 kinh nghiệm. Ngon ngon ngon. Quá ngon trong cuộc tình. Speak này có luôn, speak có. Ngon ngon ngon, tất cả đều ổn, tất cả đều ổn. Ok, mình gọi là có sắc nét máy đây, sắc nét 1, ok. Sắc nét 1 là ngon chim rồi. Snowball, ok, mình thích chơi snowball nhất. Mình còn 3 thằng đúng không? 3 thằng, mình sẽ đứng đây mình cam cũng được vậy. Thế này. Giờ đâu đây à? Đâu đây? Thằng cái giết thằng rồi, còn hai thằng nữa là mình rồi thằng đó. Rồi 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 rồi, thấy luôn, thấy luôn, thấy luôn. Ok. Ở khoảng này nữa các bạn. Ê, fuck! Nhìn cái cây. Cây mày. Tuột hạng rồi, 49 rồi. Mình tuột xuống 1.000 người. 1.000 người. Các bạn thấy tên được không? 1.000 người. Ok, ok. Oh yeah, chúng ta có đồ này. Mình biết thế nào sẽ cho mình một cây kiếm kim cương rồi, nên là các bạn có thể lấy nhanh. Ok, ok. Để các bạn bớt đỡ tốn thời gian hơn trong cái việc gì ta? Trong cái việc gì nhỉ? Quên tiêu rồi. Đây là cái cách các bạn có thể rớt xuống nước mà không sợ mất máu. Cái cách đó là cái cách hữu dụng nhất mà mình từng biết. Và yep, speak confirm. Chạy thôi, mình là The Flash mà. The Flash đây. Hello, hello cho em. Anh là The Flash đây. Chết đây. Awesome. Ok. Hello thanh niên. Đâu đây, em ơi, đi đâu vậy? Chết nha. Vui vẻ nha, vui nha. Bye. Vui. Win. Victory. Để coi mình lại nhà nào. Gì? 46 ngày. Ngon chim, lên 3.000 người. Hồi nãy các bạn thấy mình lên mấy ngàn người luôn, bây giờ mình lên 3.000 người thôi, có vẻ là càng lên thì gì hơn. 3.000 người có nghĩa là cái tầm có khoảng mấy ngàn, 3.000 mấy người chơi. Trời ơi. Kinh chưa? Kinh chưa? Sợ chưa? Chơi cái này không phải dễ đâu. Ok ok, mình biết ở dưới kia cũng sẽ có một cái món đồ gì đấy hiểu không? Thôi whatever. Ok ok. Mày nhắm mày đánh được tao không? Con gà. Easy. Ok. What the fuck? Cái nước này tao khựa. Ok. Oh, thằng này mới ngáo chó mày, ngáo mày, ngáo mày, ngáo mày, ngáo mày, ngáo mày. Fuck it man. Mình ù mình hạng 1. Không được MVP những đứa hạng 1. Oh, mình đang 4 6 3 1 8 whatever. Ok. Chúng ta phải chơi hát, chúng ta chơi hát. Ok. Map này thì đập này chết lẹ nè. Oh yes. Tuyệt vời. Ngon ngon ngon. Thanh niên bên kia, thanh niên bên kia. Đúng rồi, thanh niên này. Come on, come on. Oh, fuck yeah. Mình được. Yes, tuyệt vời, tuyệt vời. Oh, shit. Mình sẽ lên được sắc nét 2. Awesome. Hydrio cũng lên được sắc nét 2. Hư cấu rồi. Ok. Còn hai thằng, mình sẽ cố gắng qua được, mình sẽ cố gắng qua được. Đừng làm gì ta nhé, Ây! Ui! Trời ơi! Ngu người! Ok, ok. Ngu người rồi. Đây sẽ là cái bán mình try hard cuối cùng luôn. Trong cái video rank hôm nay. Mình sẽ cố gắng win map này nữa. Nãy giờ mình ta sơn tăng win trong rank không? Chơi, mình đánh hay bad vai. Nãy giờ ngu người rồi là té hay không? Ok.
ấy 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 bật ngon 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 đây bật 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 ok bật ngon chim nghĩ sẽ qua bên trên đây ok. Có phải sắp nét rồi. Ngon ngon ngon. What the hell? Headshot. Hello. Ladies and gentlemen, chào mọi người. Ok, mình nó xàm nó đừng quan tâm. Tại vì đang đánh đấy không? Đang đánh là nó xàm. Oh, yes. Lửa này lửa 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 Victory, chiến thắng thuộc về mình, chiến thắng thuộc về Gen. Yes, tuyệt vời. Mình lại lên hạng 3.000 người. Wow, một con số khá là chất. Ok, nếu các bạn thích video này thì đừng lấy cái mặt cả. Nếu các bạn thích video này thì quên ấn nút like và subscribe hộ mình. Còn nếu được thì có thể share video. Boom, oh my god. Và mình sẽ hẹn các bạn vào những video lần sau. Goodbye.